Cửa hàng thời trang thể thao Anh Đức với những ai ở Thủ Dầu Một Bình Dương là một địa chỉ quen thuộc, không chỉ bởi chủ nhân của nó là tiền đạo Nguyễn Anh Đức, mà đây còn là nơi tiếp lửa đam mê của đội trưởng BKM Bình Dương dành cho những ai đam mê bóng đá nói riêng và thể thao nói chung. Là cầu thủ hiếm hoi của bóng đá Việt Nam đạt được những thành công ở cả trong và ngoài sân cỏ, Anh Đức đã tạo ra một hình mẫu cầu thủ Việt hoàn hảo trong mắt mọi người. Từ bóng đá xong mình chuyển hướng qua, mình làm thêm kinh doanh năm 2009. Bắt đầu mình mở một cái cửa hàng bán thể dục thể thao. Từ đó mình làm cho tới bây giờ. Mình làm đây là để mục đích như thế nào? Mình cho người ta biết mình cầu thủ không những chỉ biết đá bóng mà mình phải còn biết rất là nhiều. Nếu như ở cửa hàng thời trang thể thao, Anh Đức đầu tư hẳn một xưởng sản xuất giày riêng mang dấu ấn thương hiệu cá nhân, thì ở lĩnh vực kinh doanh nhà hàng khách sạn, anh cũng không ngại chi mạnh để tạo nên một không gian nghỉ dưỡng hiện đại, tiện nghi cho khách đến lưu trú. Chính vì vậy, thời gian không tập bóng, không thi đấu, Đức Gato dành hết cho những kế hoạch kinh doanh. Về áo, quần hoặc bất cứ gì logo mình đều có riêng hết. Và thậm chí mình đã đăng ký hoàn toàn độc quyền hết. Những cái gì đó thì mình cũng muốn, ví dụ mình làm để làm gì. Mình không phải, mình nói thứ nhất mình yêu thích. Thứ hai mình làm, ví dụ hiện tại mình là thương hiệu của mình. Trên thị trường đó, nó rất là nhiều đồ. Mình nói Nike, Adidas, đó là những cái thương hiệu nổi tiếng. Nhưng mình thì không so bì những cái đó được. Mà nhưng mình cũng phải có cái riêng của mình. Đá bóng hay, kinh doanh giỏi, với anh Đức không phải là may mắn, mà tất cả đều đi lên từ nỗ lực, cố gắng và có chiến lược. Những bàn thắng trong sự nghiệp cầu thủ hay những bàn thắng cuộc đời đều tạo nên một Anh Đức rất khác biệt của bóng đá Việt Nam.